Chào các bạn, video ngày hôm nay sẽ là bài tập cuối cùng trong chuỗi hành trình đi tìm Ikigai của chúng ta Và trong bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất Đó là Ikigai của bạn là gì? Để trả lời được cho câu hỏi Ikigai của bạn là gì? Thì trước tiên các bạn phải trả lời ba câu hỏi Câu hỏi thứ nhất đó là giá trị sống của bạn là gì? Câu hỏi thứ hai đó là vùng thiên tài của bạn là gì? Câu hỏi thứ ba đó là phương tiện của bạn là gì? Để trả lời được cho câu hỏi thứ nhất, giá trị sống của bạn là gì? Thì Văn đã hướng dẫn cho các bạn trong hai video đi tìm ý nghĩa cuộc sống, đó là video thứ 23 và video thứ 24. Để trả lời cho câu hỏi thứ hai, vùng thiên tài của bạn là gì? Thì Văn đã hướng dẫn cho các bạn trong 3 video đi tìm vùng thiên tài đó là video thứ 20, 21 và 22. Đối với câu hỏi thứ ba, phương tiện của bạn là gì? Thì Văn đã hướng dẫn cho các bạn trong video lựa chọn phương tiện vận chuyển Ikigai thì đó là video thứ 25. Sau khi các bạn đã trả lời được ba câu hỏi trên thì chúng ta sẽ có ba công thức để tạo thành một câu Ikigai. Thì các bạn hãy lựa chọn một trong ba công thức này để tạo thành một câu Ikigai của riêng bạn. Công thức thứ nhất, nếu giá trị sống của bạn nằm trong bánh xe cuộc đời thì công thức để tạo thành một câu ikigai sẽ là ikigai bằng giúp mọi người phát triển hoặc cải thiện hoặc nâng cao cộng với một lĩnh vực trong bánh xe cuộc đời cộng với bằng hoặc thông qua hoặc nhờ vào cộng với vùng thiên tài cộng với bằng thông qua hoặc nhờ vào phương tiện những từ mà văn gạch chéo ở trên thì các bạn có thể lựa chọn một trong ba từ đó hoặc các bạn cứ lựa chọn một từ riêng của bạn miễn sao nó phù hợp với câu của bạn là được. Văn lấy ví dụ. Ví dụ đầu tiên là giúp mọi người phát triển bản thân bằng cách biến những kiến thức trừu tượng thành đơn giản thông qua video và bài viết. Phát triển bản thân chính là một trong 8 bánh xe cuộc đời. Biến những kiến thức trừu tượng thành đơn giản chính là vùng thiên tài. Thông qua video và bài viết chính là phương tiện. Tiếp theo ví dụ thứ hai, giúp mọi người cải thiện tài chính bằng cách quản trị rủi ro và cảm xúc trong đầu tư thông qua các buổi đào tạo trên Zoom và bài viết trên Fanpage. Thì tài chính chính là một trong 8 bánh xe cuộc đời, quản trị rủi ro và cảm xúc thông qua đầu tư chính là vùng thiên tài. Các buổi đào tạo trên Zoom và bài viết trên Fanpage chính là phương tiện Tiếp theo, ví dụ thứ ba Giúp mọi người nâng cao sức khỏe bằng yoga và thực dưỡng thông qua phòng học yoga 50 người và video trên YouTube. Tiếp theo, công thức thứ hai Nếu giá trị sống của bạn không nằm trong bánh xe cuộc đời, thì các bạn có thể sử dụng công thức như sau. Ikigai bằng giá trị sống cộng với bằng thông qua nhờ vào cộng với vùng thiên tài bằng thông qua nhờ vào cộng với phương tiện. Ví dụ, tạo ra các vật liệu tiên tiến mới thân thiện với môi trường bằng cách mô hình hóa các phản ứng hóa học hữu cơ trong phòng thí nghiệm. Ví dụ 2, phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ quê hương bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất thông qua thành lập công ty xuất khẩu. Ví dụ 3, tạo cảm hứng cho những người có tâm hồn ăn uống thông qua kết hợp các món ăn phương Tây và phương Đông theo những cách độc đáo bằng cách mở nhà hàng Đông Tây. Ví dụ 4. Giúp trẻ em phát triển nhanh hơn bằng cách hướng dẫn trẻ em khả năng tự học thông qua bài giảng trên lớp và online. Tiếp theo, công thức thứ ba Nếu bạn nào chưa biết vùng thiên tài của mình là gì, thì các bạn hãy thay thế vùng thiên tài bằng một bộ môn hoặc một kiến thức mà bạn em hiểu. Thì công thức để tạo thành một câu Ikigai sẽ như sau. Ikigai sẽ bằng giá trị sống cộng với bằng thông qua nhờ vào cộng với bộ môn hoặc kiến thức mà bạn em hiểu cộng với bằng thông qua hoặc nhờ vào phương tiện ví dụ một giúp mọi người cải thiện sức khỏe bằng cách tập thái cực quyền thông qua lớp học online và offline thì thái cực quyền chính là một bộ môn mà bạn am hiểu có thể đó không phải là vùng thiên tài nhưng đó là một bộ môn mà bạn am hiểu về nó ví dụ 2. giúp đỡ mọi người phát triển tâm linh bằng cách chia sẻ những kiến thức về tâm linh thông qua bài viết trên blog và facebook thì nếu bạn có nhiều kiến thức về tâm linh thì bạn có thể chia sẻ nó thì đó có thể thay thế cho vùng thiên tài của bạn thì đó là ba cái công thức mà văn muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể tạo thành một câu ikigai của các bạn thì ba cái công thức này mục đích chính văn tạo ra đó là cho những cái bạn nào mà không có khả năng đặt câu hoặc bạn nào mà dở văn quá thì có thể sử dụng những cái công thức của Văn chia sẻ Những bạn nào á, cảm thấy không có thích đặt theo ba cái công thức này Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái câu riêng của các bạn Nhưng chủ yếu là cái câu Ikigai của bạn nó phải hội tụ ba yếu tố Đó là vùng thiên tài của bạn là gì, giá trị sống của bạn là gì Và bạn sẽ trao nó đi bằng phương tiện gì Miễn sao cái câu của bạn nó có chứa ba cái yếu tố đó thì cái câu Ikigai này nó như một lời nhắc nhở cho các bạn khi các bạn đọc nó lên các bạn sẽ nhớ lại giá trị sống của bạn các bạn sẽ nhớ lại vùng thiên tài của bạn và các bạn sẽ biết là mình sẽ sử dụng phương tiện gì để mình trao đi những giá trị của mình và cái câu ikigai này của các bạn nó như là một cái kim chỉ nam dẫn dắt cho những cái hành động của các bạn sau này và nó cũng như là một cái hạt giống được gieo vào tâm thức của các bạn thì từ từ nhờ cái câu ikigai này thì con đường của các bạn đi nó sẽ được mở ra những cái quả từ cái hạt giống này nó sẽ được nở ra và từ một cái câu ikigai này thì các bạn sẽ thấy càng ngày sẽ có càng nhiều cơ hội tới với bạn hơn những cái cơ hội đó nó tới nó sẽ giúp bạn có thể được sống nhiều hơn với ikigai của mình thì đó chính là những cái quả nó nở từ một cái câu ikigai ngắn gọn này ok thì đó là tất cả nội dung của video ngày hôm nay văn hy vọng là sau khi các bạn viết ra được câu ikigai của các bạn. Thì các bạn có thể comment xuống dưới video này cho Văn biết cái câu ikigai đó của các bạn là gì. Thì Văn sẽ thật sự rất là vui khi đọc được những cái comment đó của các bạn. Ít ra thì Văn cũng biết là các bạn đã có được một cái câu ikigai của riêng các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.